dòng nước chảy nhập vào trong hồn hạch một cách tự nhiên, siết chặt ra. Hồn hạch luận động, nhu hòa hồn lực dần dần như là trường giang đại hải bình thường sôi trào mãnh liệt. Nội tâm Lao Lung Gia bị phá vỡ, hạn chế tu vi bình cảnh, cũng ở nơi này ở trong lúc mơ ngủ, giống như nước chảy thành sông một dạng lên tiếng mà ra. Tầng muôn vàng mênh mông hào quang hiện lên trên nàng một mặt bên ngoài, từng vòng hồn hoàn tùy theo đó xuất hiện mà xếp đặt xeo tại vị trí thứ 9 của hồn hoàn, rốt cuộc đã xuất hiện. Giờ khắc này đây nàng, Nguyên Ân Dạ Huy, thành thị phong hào Đố La. Trong lúc ngủ mơ, tâm của Nguyên Ân Dạ Huy dần dần trầm tĩnh, rốt cuộc thì nàng nhìn thấy ở trong nhớ ra, ngày đêm chính là cái người kia, thấy đường cái kia mong chờ ngày đêm thân ảnh kia. Ánh mắt của nàng lúc này ôn nhu như vậy động lòng người, lăng hướng vào cùng với người chính mình sang hai cánh tay, nhẹ nhàng hơi thở hô hoán tên của chính mình. Mẫu thân, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này kêu to xông lên trên, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng gần trong răng tấc, nàng không ngừng trùng kích như trước thủy chung cũng không thể nào nhào vào trong ngực của nàng, luôn luôn là có một chút gì đó như vậy chênh lệch. Sau đó nàng liền thấy mẹ bắt đầu thay đổi, cặp mắt của mẹ biến thành thâm thúy màu tím, giống như vòng xoáy giống vậy màu tím. Mẫu thân ở sau lưng, một đôi to lớn cánh chậm rãi mở ra, đang thống khổ ở trong tiếng kêu to. Chán của mẫu thân lúc này chui ra hai cây cong sừng dài. Thân thể của mẹ bắt đầu biến lớn, toàn thân bắt đầu có khủng bố mà ác liệt hắc ám khí tức trào ra. Tuyệt đối bóng tối, đó là tuyệt đối bóng tối hàng lâm, sao đoạn mới có thể tự do, tỉnh lại đi, lỗ nhì của ta, tỉnh lại đi, chim ngủ ở trong máu người, tự tâm vô tận ma lực. Âm thanh của mẹ đột nhiên trở lên tràn đầy sự hấp dẫn, dụ hoặc lấy nàng từng trong một bước tiến về phía trước, từng bước một hướng ra phía cái kia bóng tối thâm sâu chỗ đi đến. Mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ bắt đầu truyền khắp toàn thân, bắt đầu làm cho cả người của hắn thân thể đều nhỏ nhẹ run rẩy. Lồng lặc hắc ám lực lượng vẫn còn lực lượng như thực chất bình thường truyền vào trong thân thể của nàng, cải tạo thân thể của nàng. Một cỗ lạnh như băng mà điên cuồng ý niệm bắt đầu bài nhánh chui vào trong nắng tinh thần trí hải, muốn cùng với nàng tinh thần trí hải hoàn làm một thể, mãnh liệt máu tanh giết chóc sợ hãi, điên cuồng cảm xúc tiêu cực ra cũng đi đôi với cái kiềm mạnh lạnh như băng dũng mãnh đi vào, khát vọng giết chóc tràn ngập khát máu. Tại thời khắc này, Nguyên Ân Dạ Huy toàn bộ người cũng đã bắt đầu hướng ra phía lạnh như băng thế giới tiến lên, dường như tự thân huyết dịch ra cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng như vậy. Trong giây lát, nàng mở ra hai con người, mẫu thân biến mất, nàng như trước vẫn còn ở trong căn phòng kia, nàng toàn thân khí tức tuy nhiên cũng biến đến vô cùng âm u, so với trước kia bên ngoài đêm tối càng thêm u ám hơn nhiều. Trong mắt màu tím sẫm bên trong, mơ hồ có vầng sáng màu tím chảy ra bên ngoài trôi qua. Càng kinh khủng hơn, chính là tại nàng cả cá nhân bên trên người đều tản mát ra một cỗ tràn ngập khí tức tử vong. Sau lưng, một đôi to lớn cánh chậm rãi lổ lên trên, trên người thứ 9 hồn hoàn tất cả đều nhuộm đẫm màu tím đen. Trên thân bầu chín, một đôi còng sừng dài sớm đã chui ra, lồng lặc hắc ám nguyên tố tràn ngập ở trong cả căn phòng. Giống một tiếng rít gào trầm thấp âm thanh tại trong cổ họng của nàng vang lên, sau lưng hai cánh chẳng quá là nhẹ nhàng khẽ động cũng đã chống đỡ thân thể của nàng đứng lên, đẩy cửa sổ ra, không có phát ra lửa điểm âm thanh, tất cả hắc ám năng lượng này toàn bộ tuôn ra vào thể nội ngăn cản ngoại giới. Tung người nhảy vọt đã từ trong cửa sổ chui ra, hai tròng mắt màu tím màu đen nhìn chung quanh một cái, mãnh liền vỗ cánh, tiếp theo một cái chớp mắt này nàng đã phóng lên trên trời, mang theo bên trong chứa hắc ám khí thức thẳng đến phương xa bay đi. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, trong mơ hồ tại trong thân thể của nàng, quang ảnh lúc này màu tím đen làm không gian nhỏ nhẹ vặn vẹo lên, phảng phất có đến từ chính một cái thế giới khác lực lượng đang không ngừng hướng ra phía trong cơ thể nàng rót vào. Loại cảm giác này điên cuồng mà tuyệt vời, nàng chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc nàng nhận đúng xa xa một cái ngọn núi, sau lưng hai cánh thủ liễm, uyên như xa băng hướng ra phía cái hướng kia rơi xuống. Tại trong cách xa mặt đất, còn có khoảng 20 mét thời gian mới lần nữa, một lần nữa mở ra hai cánh, cường nhận hai cánh lập tức hóa xả ra sông và ra tinh thể, mang theo nàng nhẹ bỗng rơi trên đỉnh núi. Bóng tối cuối cùng sập giáng lâm, xa đọa mới có thể tự do. Âm thanh âm trầm từ trong miệng của nàng đọc rên, một tiếng một đám âm thanh quỷ dị xuất hiện ra ở trong đồng thời, đi đưa với đồng thời xuất hiện ra còn có một cái ma văn màu tím.
Trên người của nàng mới vừa rồi theo tu vi tăng lên trên xuất hiện ra cái thứ 9 hồn hoàn bỗng nhiên sáng ngời. Trên mặt đất lúc này lập tức xuất hiện ra một cái thật lớn màu tím đen pháp trận. Màu tím đen vầng sáng bốc lên trên, bạo theo nàng chú ngữ gầm sướng. Một cái thật lớn màu tím đen cánh cổng ánh sáng lúc này chậm rãi xuất hiện. Hồn kỹ thứ 9 ác ma thông đạo đi thông qua ác ma vị diện thế giới phát động. Cánh cổng ánh sáng vừa mới xuất hiện ra thời điểm đó, liền cao hơn 30 mét, đi đối với bản thân của nó, dần dần ngưng tụ ra, quang cửa mở tới từ trong từ mở rộng, trong ánh mắt lấy biến thành ra một cái trường cao 20 mét, lộ rộng đạt tới 10 mét, cực lớn cánh cổng ánh sáng. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên trên, cái kia rõ ràng là vị diện chi lực lượng đang tại bài xích đến từ trong chính một cái thế giới khác lực lượng. Nhưng mà phần này bài xích, nhưng tất cả đều bị cái kia cánh cửa sáng chung quanh, không ngừng xông ra hào quang màu tím triệt để đấy. Nguyên nhân dạ huy thối lui đến cánh cổng ánh sáng một bên, không ngừng ngầm sướng. Nàng tự thân hào quang màu tím đen cũng biến thành càng phát xa lồng lặc lên trên, đã liền tự thân tu vi, giống như cũng đã đang không ngừng tăng lên, điên cuồng tăng lên. Cánh cổng ánh sáng trung thủy chung quanh, từng vòng vầng sáng hiện lên trên, một cái trầm thấp mà tràn ngập, mà lực lượng âm thanh vang lên trên theo. Con dân của ta, sứ giả của ta, ngươi làm rất tốt, ngươi mở ra thùng ác ma thế giới thông đạo, đem người dẫn dắt ra cái tộc nhân của ngươi đi về hướng này thế giới mới tính, để cho chúng ta cùng một chỗ xa đọa, cùng một chỗ tự do, cùng một chỗ hủy diệt đi, xuất phát ác ma quân đoàn. Sống một tiếng, nguyên nhân giáo huy lưỡng thiên phát sàng giết lên trên một tiếng, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, qua trong giây lát, liền biến thành một cái cao lớn 10 mét dưới sáng người lại cùng với nguyên nhân giống nhau như đúc, cự đại ác ma. Tại sau lưng của nàng lúc này, cặp kia cánh mặt ngoài cũng nổi lên trên tổ kiếm sắc lớn phiến, hiện ra không phải tầm thường ác ma huyết mạch. Với tư cách quân chủ, ta ban cho các ngươi hoàng thất tử kiểm huyết mạch, cùng khen ngợi chiến công của ngươi, hay thể cắn nốt sinh mệnh năng lượng đều sắp có người một số. Khi mà chúng ta chinh phục cái thế giới này về sau, ngươi chính là cả cái thế giới này đại biểu cho ta quân vương. Trên thân của nguyên nhân giáo huy tử kiểm sắc ánh sáng chói lọi, trở lên càng thêm lồng nặc. Từng đạo tử kiểm sắc sương quang lúc này không ngừng từ trong quan trọng cửa trào ra, điên cuồng rớt vào trong trên người của nàng, khiến cho khí thế của nàng thẳng tắp bay vút. Hai trong mắt của nguyên nhân dạ huy tại thời khắc này để biến hóa thành tử kiếm sắc, hai tay phung lên trên, trước mặt cánh cổng ánh sáng hào quang tỏa sáng, sau đó mãnh liệt hư ảo lúc này thoáng một phát, rõ ràng hướng hai bên tại bên trên xiên phần của mình dọc theo hai cánh cửa ánh sáng. Sau lưng hai cánh đập rung, nguyên nhân dạ huy lơ lửng ở giữa không trung, đi đôi với dũng mãnh vào trong cơ thể của nàng, tử kiếm sắc quang mang trở lên trên thêm nữa, nàng lần nữa làm cánh cổng này ánh sáng khuếch trương, mà mỗi một lần khuếch trương, trên thân của nàng tử kiếm sắc quang mang thì sẽ nhượng hóa vài phần. Rất hiển nhiên, cái kia năng lực màu tử kim không chỉ là tăng cường thực lực của nàng, đồng thời cũng là rót vào trong thêm nữa năng lực, sinh ra càng nhiều lứa ác ma thông đạo. Mãi cho đến cánh cổng ánh sáng xa tăng đến 9 mới dừng lại, từng tiếng rít gào trầm thấp ra âm thanh không ngừng từ trong cánh cổng ánh sáng trong suốt tuôn ra. Hàng lâm đi, ác ma quân đoàn. Đầu tiên từ trong cánh cổng ánh sáng lao ra là từng cái hình thể cường tráng tựa như sư tử mạnh mẽ xuống vậy địa ngục huyền. Những thứ này địa ngục huyền bộ dáng cực kỳ là dữ tợn, đầu thậm chí là muốn so với cả người của nàng càng thêm cực lớn. Miệng bộ phận này cực lớn, hé miệng sẽ lộ ra giống như lưỡi dao sắc bén hàm răng, rậm rạp hàm ánh lấp lóe, giống như có thể đem toàn bộ thế giới này cắn nuốt. Chí thiên địa ngục chi môn ở bên trong, chẳng qua là một lát sau, liền tuôn ra hàng ngàn con địa ngục khuyển. Tại địa ngục khuyển về sau là một cái thân hình to lớn ma nhân. Nhìn cho lên trên nói là ma nhân, bởi vì bọn hắn giống như nhân loại trục lập ra hàng đi. Nhưng những thứ ma nhân như trước đều có bốn cánh tay, thân cao lớn ước tại trong 2m5 tả hữu, bắp thì toàn thân phỏng lên trên che kín lần phiến, làn da đều là màu tím đen, có mọc ra một con mắt, còn thì ra mọc ra con mắt kia. Bọn hắn sắp hàng ngũ ra chỉnh thể từ trong cánh cổng ánh sáng trong đi ra. Ma nhân về sau, từng cái có thân thể con người, lưng ở sau lưng như trước là có một đôi so với thân thể lớn gấp 3 lần quanh cánh quái vật, phi thiên ác ma vị diện không bình thường.
Tổng tốc độ phi thường của phi thiên ác ma cực nhanh, am hiểu đoàn đội tác chiến, có thể phủ lên trên đoàn đội lọc độc. Chẳng qua là một lát sau đó, mấy nghìn phi thiên ma cũng đã tuần xa, ác ma quân đoàn số lượng đã vượt qua trọn vẹn một ván. Mà lúc này đấy, cái kia chính cánh cửa lúc này sáng bắt đầu trở lên có một chút không ổn định rồi. Ác ma thông đạo đến từ chính một vị diện khác, trời sinh đã biến thành đã bị bán vị diện kia bài xích. Mà đúng lúc này, chín thân ảnh to lớn xuất hiện ra ở trong cánh cửa. Bọn hắn mới vừa xuất hiện ra, hay dùng hai cánh tay của chính mình chống cánh cổng ánh sáng, toàn thân càng là từ trong tử kiếm sắc quang mang đại phóng, rớt vào trong quang trong cửa, khiến cho cánh cổng ánh sáng một lần nữa ổn định trở lại. Dáng vẻ của bọn hắn đều cũng biến thân thành sâu ở trong nguyên nhân dạ huy có chút sống nhau. Đại ác ma vị diện cường giả chân chính. Mỗi một gã đại ác ma thân cao đều vượt qua 10 mét, sau lưng có cánh cổng to lớn, đỉnh đầu có sừng dài, vẻ mặt dữ tợn, nhưng mà tản mát ra cực kỳ khủng bố hắc ám khí tức. Cánh cổng ánh sáng tại bọn họ ổn định lại phía dưới tình huống, càng nhiều lửa ác ma sinh vật từ bên trong lao tới, một ít dáng người thấp bé, toàn thân rực rỡ trắng tiểu ác ma lào nhào lột tuôn giá, ngàn vạn câu lên trên xem thường chúng. Bọn hắn là ác ma thế giới phỉ pháp giá, tự ý ngất ngồn di chuyển hắc ám năng lượng, thi triển ra các loại mật trái pháp luật. Tiểu ác ma về sau, từng cái dề sừng bộ dáng toàn thân đen kín chân đạp ngọn lửa ác ma vụt ra, chúng thân hình vạm vỡ, toàn thân hỏa diễm quấn quanh, tiểu ác ma kia nhào nháo nhảy lên trên đến trên lưng chúng nó. Đây là mộng yếm rừng giác ma, một loại tốc độ cực kỳ nhanh bổ sung mạnh mẽ liệt hỏa diễm công kích ác ma.